nhà khán giả học vào Facebook của mình chửi mình. Cái cảnh đánh đấy là mình đánh anh Lân phải hơn 10 lần. Có những hôm mà mình bức xúc quá, thế mình mới comment mà. Có thể là người yêu, có thể là anh trai, có thể là tất cả mối quan hệ gì đấy. Mình cũng rất là hào hứng. Nó học giỏi, ngoan ngoãn, không có điểm nào để chê cả. Mày thì học sốt. Chua ngoa, đánh đá, yêu vào, ngu không thể tả được. Cút! Anh Đào là nữ chính của bộ phim Lối về miền Hoa, sở hữu gương mặt thanh thoát, mộc mạc và cũng rất cá tính. Cô nàng đã chiếm được tình cảm của khán giả qua vai diễn Thanh. Trong bộ phim, Đào phải hóa thân thành một cô gái nông thôn, có tính cách mạnh mẽ và quyết liệt. Liệu anh Đào ngoài đời sẽ như thế nào? Sao chết cùng sao sẽ bóc phốt cô nàng ngay bây giờ? Đừng bỏ lỡ nhé! Xin chào quý vị khán giả đến với Talk Show Sao Chát Cùng Sao. Hôm nay anh Đào sẽ bóc phốt chính bản thân mình để cho quý vị khán giả thấy được những góc khuất đời tư của anh Đào là như thế nào nhá. Xin chào quý vị khán giả của Sao Chát Cùng Sao. Hôm nay anh Đào rất là vui khi được ngồi ở đây để có thể tâm sự cũng như chia sẻ với mọi người về anh Đào một ngoài đời thực như thế nào nhá. Khi trò chuyện với nhau thì sau đây anh Đào sẽ tham gia một thử thách của chương trình. Rõ ràng là quán cô dùng chất bẩn nên em trai tôi mới bị ngộ độc nặng như thế. Anh Đào sẽ phải diễn lại vai Thanh trong Lối về miền Hoa. Khi mà gặp khách khó tính, khó chiều và đòi hỏi rất là nhiều, anh Đào sẽ làm như thế nào? Diễn lại tình huống gặp khách khó tính đúng không? 3, 2, 1, go! Sao? Mua không? Mua thì mua, không mua thì lướt. Thôi bạn lượn đi. Nhà khán giả học vào Facebook của mình chửi mình. Cái cảnh đánh đấy là mình đánh anh Lân phải hơn 10 lần. Vai Thanh đã được nhận rất là nhiều ý kiến tích cực cũng như là trái chiều về cảm xúc cũng như biểu cảm. Thì với bạn là một diễn viên mới như thế thì bạn đón nhận những cái bình luận như thế như thế nào? Đầu tiên là rất là mừng khi mà những cái tập đầu tiên phát sóng thì phim nhận được ý kiến tích cực khán giả. Rồi sau đó thêm vào nữa là những cái màn xử lý tình huống cũng như là cái màn xử đẹp cái người yêu cũ của Thanh khi mà Thanh bị cắn sừng thì rất là được lòng khán giả và mình thấy rất là vui vì điều đó. Còn tiếp theo đến cái giai đoạn hiện tại á, thì là Thanh đang bị mất một chút thiện cảm so với những cái câu Thanh của tập đầu. Thì mình nghĩ cái đấy cũng là cái việc cả ekip đã giản dựng cũng như là kịch bản cũng như là đạo diễn ý đồ của mọi người. Nếu mà để một vai chính mà từ đầu đến cuối luôn luôn hiền lành, luôn luôn nhẹ nhàng, luôn luôn tạo được cái thiện cảm của khán giả thì nhiều khi hình như là hơi bị nhàm chán. Anh Đào ơi, hiện tại thì nhiều khán giả tỏ ra không thích nhân vật Thanh. Thì bạn cảm thấy như thế nào? Có bị ảnh hưởng? Thực ra thì nếu mà bảo không thì là cũng hơi điêu đấy. Cũng buồn chứ. Tại vì mình có chia sẻ, mình chia sẻ thật là như thế này. Có những cái ngày là mình đi làm về rất là khuya. Mình đi làm mà có khi mình không còn kịp ăn tối luôn. Mình đi làm từ sáng đến tận 11 giờ đêm mới về. Mình không còn kịp xem phim. Thì là có một hôm là mình đi làm rất là mệt. Mình mở điện thoại ra thì có nhiều thông báo lắm. Và mình mới check một cái comment của khán giả. Thì là khán giả học vào Facebook của mình chửi mình. Mình đọc và mình hơi buồn. Thật sự mình hơi buồn. Tại vì sao? Tại vì là diễn viên chúng mình chỉ làm tốt cái khâu là nhân vật. Cái cá tính, cái cá nhân của nhân vật thôi. Chứ không thể có cái nhìn bao quát như khán giả được. Cho nên là nhiều khi khán giả bình luận thì cũng đấy là mình tôn trọng thôi. Tại vì khi mình xem phim ấy thì người ta cũng có cảm xúc chứ. Người ta cũng bị cuốn về cái câu chuyện đấy. Khi mà mình làm để cho người ta khó chịu thì chắc là mình cũng đang làm đúng rồi, đúng ý đồ rồi. Nhưng mà trong những cái khoảng thời gian hiện tại thì mình đọc rất là nhiều bình luận của khán giả. Có thể không thích, có thể là ghét mà. Khi mà đã ghét một người rồi thì từng cử chỉ, ánh mắt hay là mọi thứ cái người đấy cũng làm cho người ta khó chịu.
thì mình thực sự là mình cũng hơi bị buồn một chút, nhưng mà cũng không đến nỗi là để ảnh hưởng đến cuộc sống hay là ảnh hưởng đến công việc. Vậy thì trong quá trình quay thì kỷ niệm nào là đáng nhớ nhất với anh Đàm? Với mỗi người thì mình đều có những cái kỷ niệm khác nhau, nhưng mà để nhắc đến cái kỷ niệm mà mình sẽ không bao giờ mình quên, đó chính là cái cảnh quay đầu tiên mà anh Đào để quay với các anh Trọng Lân. Cái buổi đầu tiên đi làm, ngày trước hôm đi quay nhá, là đêm hôm đấy là hoàn toàn là mình không ngủ được, vì mình rất là lo, rất là sợ. Mình hay có cái kiểu là tự tạo stress, tự tạo áp lực cho mình ý, cho nên là cái buổi tối hôm đấy mình không ngủ được. Đến sáng hôm sau mình dậy mình đi làm, đến nơi vẫn make up bình thường, vẫn chào hỏi mọi người bình thường. Nhưng mà khi chuẩn bị vào cảnh quay của mình, cái cảnh hôm đấy là cảnh đánh anh Lân, cảnh đẩy anh Lân xuống ao rồi lại cứu anh Lân rồi hô hấp, rồi liên tục ngày quay hôm đấy là hầu như là những cái cảnh chính của mình trong cái giai đoạn đầu. Mình lo với mình mà chết rồi, bây giờ quay như thế này thì mình không biết mình làm như nào, mình đánh như thế nào, rồi mình có nghĩa là mình bị dối, mình không biết là mình phải làm như thế nào luôn á. Thì là cái cảnh đánh đấy là mình đánh anh Lân phải hơn 10 lần tát thật nhá mọi người, tát thật thẳng tay luôn. Sau đó là đến cái cảnh đẩy xuống ao thì là cảnh ướt, thì mình chỉ có mỗi một bộ quần áo, anh Lân cũng chỉ có mỗi một bộ quần áo, cho nên là phải làm sao mà khi mà cái cú đẩy một phát là coi như là phải xong hết toàn bộ đấy. Thì mình cũng không hiểu tại sao mình tát 10 lần như thế anh Lợi anh vẫn cười với mình. Thật sự khó hiểu luôn. Nếu mà để ở ngoài đời á, mà để một người mà đánh một lần thôi là đã khó chịu đúng không, mà đây phải tát tận hơn 10 lần đấy mọi người ạ. Thì nhân đây thì anh Lợi ơi, anh Trọng Lân ơi, em cũng xin gửi lời xin lỗi anh. Thực sự là vì em mà anh bị tát nhiều như thế. Em nghĩ là từ lúc quay phim đến bây giờ chắc là anh chưa bị ai tát nhiều như thế đúng không ạ? Em xin lỗi anh, mặc dù anh rất là đau, anh rất là có thể là hơi khó chịu, nhưng mà anh vẫn kiềm chế, anh vẫn cố gắng bình tĩnh để anh có thể giúp em không bị áp lực, giúp em không bị cuống, để giúp em chúng ta hoàn thành tốt cái cảnh như thế. Em cảm ơn anh rất là nhiều. Ngoạn ngoạn. Vậy thì trong quá trình làm phim ý, thì nhân vật cũng như là diễn viên nào khiến anh Đào ấn tượng nhất? Và tại sao bạn lại ấn tượng như thế? Bạn có thể nói được không? Nói thật là Đào ở ngoài là con út, không có em trai, mà ở trong phim mình là có em trai. Nhắc đến đây chắc mọi người biết là ai đúng không? Anh Mạnh Quân. Anh Mạnh Quân là hơn anh Đào 8 tuổi ở ngoài đời thực. Và trong phim anh này là em trai của mình. Ôi lúc đầu nghĩ là mình có em trai thì cũng vui đấy, cảm thấy rất là ok. Nhưng mà khi biết anh Quân là em trai của mình đúng thật là hơi bất ngờ luôn. Bây giờ chắc là mình trẻ con thế này mà. Nói thật với mọi người là ngày xưa là mê anh Mạnh Quân lắm, xem phim 5m online suốt, là suốt ngày chỉ mê anh Quát Đại Ca. Thế mà khi bây giờ anh Quát Đại Ca lại là em trai của mình thì mình vừa vui mà lại vừa không biết là chết thế. Bây giờ chẳng lẽ xưng chị với anh Quân á, xưng chị với anh Quân ngại lắm. Rồi mình có ra mình nói chuyện với anh Vũ Minh Chí, mình bảo là anh Chí ơi, anh Quân ngày xưa là em idol của em đấy, bây giờ anh lại cho anh Quân là em trai của em. bây giờ em phải kéo tay qua đầu, phải đá môi anh Mạnh Quân à. Thì anh Chí bảo là thoải mái đi, không sao không sao, ủa rồi đánh thật lực không có vấn đề gì cả. Anh Chí rất là vui tính. Thế là mình cũng ra mình nói với anh Quân là anh Quân ơi, em nói thật là ngày xưa em mơ hâm mộ anh lắm, đến bây giờ vẫn thế, nhưng mà biết sao được khi đạo diễn lại giao cho em làm chị gái của anh. Thì thôi anh ạ, anh em mình chịu khó nhá, anh cố gắng nhá, có thể bây giờ em véo tai này, có thể em xoa đầu này, có thể em véo má, có thể em đá mông anh thì anh bỏ qua cho anh nhé. Có những hôm mà mình bức xúc quá thì mình mới comment, mà có thể là người yêu, có thể là anh trai, có thể là tất cả mối quan hệ gì đấy, mình cũng rất là hào hứng. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận thì Thư viện phim Đan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn. Còn về anh Trọng Lân ý, ở ngoài đời thì hai bạn có hay đi chơi với nhau không? Hoặc là có hay tương tác gì với nhau không? Anh Trọng Lân rất là đáng yêu. Anh Trọng Lân rất là vui tính. Anh rất là hiền. Kể cả ví dụ mà mình có bảo là anh ơi, em đang rảnh này, đi cà phê đi, bảo ừ đấy, lên đây, lên quán cà phê của bạn anh ở trên này. Thế là hai anh em cùng nhau là lên xe là đi ra quán cà phê, nhưng mà ngồi với nhau cũng có khi cũng không nói chuyện nhiều đâu. Nhưng mà đấy, khi mà mình có một cái yêu cầu gì đấy thì anh Lân anh cũng rất là sẵn sàng. Hay là trong công việc cũng thế, anh Lân rất là tôn trọng ý kiến bạn diễn,
rất là thiện chí với những cái ý kiến mà từ anh Đào cũng như là từ tất cả các bạn diễn á. Thì mình thấy rất là dễ chịu, thoải mái, và mình hy vọng là sẽ được làm việc với anh Lân nhiều nhiều lần nữa. Có thể là người yêu, có thể là anh trai, có thể là tất cả mối quan hệ gì đấy. Mình cũng rất là hào hứng. Thế vậy thì còn anh Tô Dũng thì sao nhỉ? Bạn có thể chia sẻ kỷ niệm với anh Tô Dũng không? Mình cũng rất là quý anh Dũng. Tại vì là anh Dũng cũng vui tính lắm mọi người, chứ không như ở trên phim đâu. Anh Dũng cũng nhây lắm, chứ không nghiêm túc thanh niên ba tốt như trên phim đâu mọi người ạ. Chơi với nhau ở ngoài đời vẫn hay trêu nhau ấy. Và anh Dũng uống rượu. nhưng mà vẫn thích đi với mọi người tại vì vui mà, anh em chơi với nhau mà. Thường thường là những cái người mà không thích uống rượu là người ta sẽ không thích nhậu đúng không? Nhưng mà ví dụ mà chúng mình mà đi nhậu với nhau á mà không gọi anh Dũng là anh ấy buồn ngay đấy. Đáng yêu lắm mọi người ạ. Vậy ở ngoài đời thường á thì anh Đào có chơi với nhiều bạn bè làm diễn viên không? Và bạn thân thiết với những ai? À, ở ngoài đời đúng không? Ở ngoài đời thì anh Đào học lớp diễn viên K34. Thì lớp mình được cái rất là đoàn kết, rất là yêu thương nhau. Cho nên là để đến bây giờ thì cái số lượng diễn viên làm nghề thì cũng khá là nhiều đấy. Ví dụ như Việt Hoa này, Minh Thu này, Quang Trọng này, Tố Uyên này, rồi là anh Trần Tài này, rồi hay là bạn Quân Ly. Thì bạn Quân Ly thì cũng hoạt động trong Sài Gòn này rồi. Thì hầu như chúng mình có dịp là chúng mình sẽ gặp nhau và nói chuyện với nhau, chỉ chờ ai rảnh thôi. Chứ còn không có cái việc là học xong một cái là bay đi đường bay, tao đi đường tao như thế đâu. Lớp mình rất là đáng yêu, cho nên là chỉ cần có dịp thì chúng mình sẽ quây quần với nhau và hẹn gặp thầy giáo của mình để ngồi gặp gỡ nhau, hỏi thăm nhau cũng như là nói chuyện. Hoặc là có thể là có thời gian thì sẽ đi du lịch với nhau. Vậy thì trên thực tế, nếu có một người theo đuổi anh Đào như là anh Lợi trong Lối Về Miền Hoa thì anh Đào có đồng ý hay không? Hay là vẫn thích với cả một vai nam như là anh Nghĩa chẳng hạn? Thực ra thì nói thật là mình xem phim mà mình cũng thấy khó chịu Thanh lắm. Khổ quá cơ, nó yêu như thế, nhà nó giàu như thế, nó chân thành như thế, nó thật thà như thế. Tại sao lại không yêu được mà cứ đi theo mấy cái ông kia, đến mình còn khó chịu. Mình còn hay vào trong những các hội nhóm á, có những hôm mà mình bức xúc quá, thế mình mới comment mà: ôi, mọi người ơi, em là Thanh đây mà em còn cảm thấy khó chịu với cả Thanh, đấy mọi người. Lại là vào thả bình, thả comment cũng như là thả like hay là tim tim hay gì rất là nhiều vào cái bình luận đấy của mình. Thì ở ngoài đời ấy, thì anh Đào đơn giản lắm. Một người đàn ông mà có chí hướng, có trách nhiệm, tình cảm, thì mình nghĩ rằng có thể là ban đầu thì không thích đấy, nhưng mà sau một khoảng thời gian thì mình cảm nhận được cái sự chân thành của người ta thì mình sẽ yêu thôi. Còn với mình thì đúng, mình giống Thanh một cái là với mình trong tình yêu tiền nong không quan trọng. Phải có tình cảm chứ đã. Anh Đào nghĩ bạn là mẫu người cho đi hay là thích được nhận lại? Và khi yêu thì bạn nghĩ phụ nữ nên ở vị trí chủ động hay là bị động nhiều hơn? Tất nhiên là mình thích người ta theo đuổi mình rồi. Tại vì mình là con gái mà. Được theo đuổi thích lắm mọi người ơi. Được theo đuổi thích lắm nhá. Theo đuổi xong rồi mình khi tỏa mình thả thính một cái đấy, thế là người ta thấy tín hiệu của mình, người ta lại chạy theo mình, xong rồi mình lại lờ đi một tí thì người ta lại nghĩ mình thế này kia, nhưng xong mình lại thả thính một cái nữa. Mình thấy rất là thích. Khi yêu thì anh Đào có mù quáng như Thanh không? Và bạn có để cái sự mù quáng ấy dẫn lối mình quá lâu như vậy không? Thực ra nhân vật Thanh cũng không mù quáng đâu mọi người ạ. Chẳng qua là cô ấy sống nội tâm, cho nên là cô ấy không dễ dàng gì mà bộc lộ với mọi người. Chứ thực ra là cô ấy rất là hiểu biết, cô ấy rất là hiểu chuyện. Nhưng mà cô ấy hơi kém trong cái phần gọi là ứng xử và thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Còn với anh Đào thì ở ngoài đời thì anh Đào yêu, anh Đào không mạnh mẽ được như Thanh đâu. Anh Đào nếu mà để mà bị cắm sừng như Thanh là mình khóc 7-7-4-9 ngày luôn. Phải khóc cho nghĩ tĩ tã thì buồn chán chê đi thì sau khoảng thời gian thì mình bắt đầu mới lấy lại được cân bằng cuộc sống ấy. Chứ mình không mạnh mẽ được như Thanh đâu, không nghĩ được cái cách gọi là trả thù tình cũ như thế, giỏi như thế đâu. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe anh Đào trong phiên bản Lối Về Miền Hoa chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống, và kính mong quý vị khán giả sẽ đón xem số tiếp theo của Điện Ảnh Net nhé. Và đừng quên ủng hộ những sản phẩm tiếp theo của anh Đào nha. Yeah.
Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn. Nếu bạn cần tìm kiếm dữ liệu phim và đọc review bình luận thì Thư viện phim Dan Wiki chắc chắn là nơi dành cho bạn.